ngày 21 tháng 10, Lê Quang Trung, 17 tuổi, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị công an huyện Bình Sơn tạm giữ để làm rõ hành vi dùng dao đâm hai nam sinh khác trường. Trước đó, tối ngày 20 tháng 10, do nghi ngờ Lê Quang Trung hack tài khoản Facebook nên một nữ sinh, 17 tuổi, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn cùng nhóm bạn hẹn chung đến bờ kè thị trấn Châu Ổ, bên sông Trà Bồng, để nói chuyện. Lời qua tiếng lại, Trung nhiều lần khẳng định không làm và đứng dậy ra về. Khi Trung đi được 5 mét thì nhóm bạn của nữ sinh nói trên là K, 16 tuổi, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn và L, 16 tuổi, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn dùng tay đánh. Bị tấn công, Trung dùng dao đâm K và L, khiến K tử vong tại chỗ, còn L bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Đà Nẵng. Trung bị công an huyện Bình Sơn bắt giữ ngay sau đó. Theo điều tra ban đầu, Trung có mâu thuẫn với nữ sinh từ năm lớp 9 vì từng hack Facebook của nữ sinh. Lên cấp 3, hai người học khác trường,